cơn khứa hụt mít nè. Đang nói gì đó? Đố xem tìm chào mừng các bạn trở lại game nhà bè. Thì sau một kỳ nghỉ Tết dài thì đây là ngày cuối cùng mình được nghỉ. Hôm nay ta sẽ chơi đo mới cập nhật các bạn. Dạ tắt cái quạt đó đi. Đo mới cập nhật mới chơi đó, chứ không là không chơi lại. Ừ, bữa giờ không thèm đụng cái đo luôn á. Để tao lấy vô rồi. Để đâu vậy? Đun. Đun. Đâu đâu đâu. Dưới cùng mày có zone đâu không? Đang zone. Chuột chuột. Vô BHAG sẽ là BHAG 0852 là cạc chấm muối nha các bạn. Tại vì bị thằng nào đó bạn nó chơi chung hắc ạc rồi nên phải chơi ạc này. Với lại tại vì hãy HGM mở quạt nên mấy bạn sẽ nghe tiếng đùn đùn nha các bạn. Làm nghe đùn vậy giống này. Giống nhưng chó. Mà nó tiếng đùn mà. Giống chó nhà mày đùn đùn. Cô tối tên là đùn. Ỉa người mèo xong đặt tên nó đùn. Phải lộn. Thảo để bên chuột nói hay à. Nhà con chuột á. Lóc biết liền. Lóc biết gì? Là gì? Là cái giúp mày mở cửa khi đéo thấy chìa khóa. À. Rồi chuột ca dễ chuột. Đi trước đi chuột để bị người kêu quýnh. Làm gì? Đi xin tiền. Chuột hát nha các bạn. Kẹp kẹp chấm muối hát nha. Hát cũng dễ dữ. Hát của nó chỉ được nhìn trong ánh sáng nhưng mà khi vô bóng tối không sáng lên. Trời, video cơ bách sau 5 tháng của mày không? Ôi, nến này của tao. Không biết nãy, không biết nãy tôi được mất chưa ta? Quay lại tự quay lương hai, có cần được mất hay gì vậy? Có cặp gì vậy? Hiện tại tôi bơi nha. Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Mình ê, cái này là hiếm á, mới đo 6 mà gặp Ambush là hiếm rồi đó. Nó đi ra đi vô nhiều lần nữa. Để mày á, bấm play again đi. Nó rất khó hiểu. Đã quên chậm màn hình. Bà mua robot đi hồi sinh hoặc mày đi học rồi. Biết ông Mai là ông nào không? Biết ông Mai không? Mày đi học. Chuột biết ông Mai không chuột? Tôi quên hết tán rồi. Chuột biết ông Mai không? Mày đi học có chuột. Đồng má mới mua lóc biết vô dần hết tiền rồi. Mua chi vậy hết tiền. Thấy nổi chuột kìa. Thấy đường không vậy? Da đen rồi nhìn tao còn trắng vậy. Bây giờ vitamin bực lửa để ôi nút nổi ra đâu mày đâu đang đợi player một ủa gì vậy sao mày đéo có ở đây ờ tao tự hỏi tao không có ở đây chùa ơi tắt cái hát đi chùa ơi mình chối quá tại chứ làm cái chối tại rồi. Nãy server bị lỗi nên giờ tụi mình sẽ chơi lại nha các bạn con quay nãy mới sáng nhất luôn mà tối rồi. Chế độ không biết cô tao sao tải lâu quá. Đừng lo. Yes sir. Ừ, hôm nay là gì đây? Rainbow Cloud Cup. Kiếm đẹp thì em biết kiếm này già đừng nói tiếng ra chưa tao mới đứa được đường một tiếng tao nó không được sao mình nghe tiếng của nó mình nghe bên hội bạn trang gỡ con nó của tao làm sao biết đâu được đành ha cớ đi con kiếm nhà mình á cảm ơn mình đi vô phòng hồi xong nó mới chuyển mát đi hơn nửa phòng rồi nó mới sáng chuẩn bị gặp con kia nè yes. Ambush hồi nãy là Ambush lâu mà mới gặp Ambush bữa giờ chơi không gặp Ambush luôn chết
Quên, nãy video nãy gì nãy đầu video đó bữa giờ không chơi đo. Đảo đấy. Tại mày á, mày ngủ chơi đo. Im mày. Mình sẽ gạt cẩn lưng re V4. Gạt cẩn lưng re V4 nào. Đủ mẹ. Nói giờ khó khăn vậy. Gạt có cẩn khó khăn đó chờ. Ê! Quán! Gì? Mày hát hả chủ? Chờ tao nào đứng đó. Ê! Thằng màu vàng nó không chờ á. Biết gì nãy thấy nó xuống rồi. Ê! Đứng! Đứng dưới! Đứng dưới quan! Đứng dưới đi! À, tao không biết nữa, hình như con không biết có đèn không nữa. Mày chuẩn bị chết hết cả lũ rồi. Ngồi vậy nghe bỏ người. Ê! Cho thằng này đi trước! Cho thằng này đi trước đi! Không! Đi đúng rồi. Nãy ra dễ. Nãy ra dễ à? What the hell? Ủa cái hộp gì vậy? Cái hộp để ăn cây thánh giá. Cái hộp đây như có cây thánh giá. Hình chỉ có được một đứa giữ à, ra coi. Mở đeo được, cần có cái gì đó. Quá thì quá kiếm chị. Cần. Mở rồi. Cái gì? Thì quá đầu đâu. Ở đâu? Tìm đi. Không, rảnh đi luôn mà. Tìm đi. Cái đó cái hộp có. Phải tìm cái mảnh thánh giá nữa. Khó khăn cái gì nha. Ừ. Mà anh chuột kể tao cái thánh giá chỉ giúp mày đuổi được một con ma đi thôi. Và tao thằng đéo biết ma nào cần đuổi nữa. Mày đấy. Tranh kỳ vậy. Sắp lại chưa. Nhưng chưa đặt tranh vô quan. Chim bôi đặt chim. Cắm này không mở tủ được rồi. À được. Ê. Nào làm chuột bạch đây. Hả? Màu vàng đi mày. Cá ở trên. Mày hả mày. Thấy chưa, tao biết ngay mà, ở trên mà. Bỏ rồi hả. Mày vậy ngay dễ rồi. Ê có tiếng gì không mày? Ờ. Ê có rồi đó. Bỏ không màu vàng. Ê, chui phòng này. Chết mày đi màu vàng. Chết nè. Lâu quá vậy. Xong rồi. Cuối cùng chịu. Tối này còn tìm chị không ta? Tối gì? Tối ăn nào cầm cái gì đó đi. Nhìn tối gì đó. Thấy nè. Mấy cực quá trời. Tối gì sao tìm. Đúng mình nó mày thấy chìa khóa rồi. Không giờ tìm khó khăn quá. À thấy rồi. Thấy gì đó. Chính kêu sổ. Thấy chị à? Mình đang cửa chờ các bạn. Chị không để cửa chờ. Mày hát mà chỗ sao mày lấy của tao. Thôi tao đi qua cửa trước nữa nha. Để mình. Giờ game mới tối đi hẳn được rồi nè. Bức tranh có tiêu đề là Near to Fail. Để nó chính qua kiếm tận xu mà. Tiệt. Chuột bạch với mày. Mở đi. Ôi ôi ôi. Đang. Ba cái tủ hả? Quá, nó không dành đủ mẹ, tao thấy có 4 tủ luôn mà. Tủ kia nó kìa. Chết rồi đi mừng vàng. Ôi nhớ có ba cái hả? Đâu để xem ba xác có mừng vàng ơi. Mừng vàng nó sống vậy. Bay đâu rồi? Có cái đường rồi quay ơi. Không thiệt không thấy. Ê từ từ. Mừng vàng nó không có đợi. Giờ tao thấy tủ với bla bla. Ủa sao mày đi đường cũ? Cái này đi. Mày giảng đang phân dân. Phân dân ba cái cổng. Là anh ngoài. Ơi, đi có 4, 3. Cái cửa rồi. Mày tin tao không? Tao sẽ đi cái giữa. Tao đi cái đây. Ok, tao đúng rồi. Mày mắn chỉ đến với một lần.
Mày không may nữa đâu. Một người. Ý. Dạ đi sau lưng nào. Mày nghĩ mày là ai chứ? Mắt kìa. Trời, muốn chiên giọt con mắt rồi. Cũng 50. Cái này cái xích này. Cố gắng tới cửa 50 nha. Chiều nghĩa trái mình phải dừng. Chỗ sao mình đứng đó. Tự tin quá nè. Không, tất, dạ. Một, tất cả đều sẽ bám một chỗ mà. Dạ, chạy chậm phải chứ kìa. Cái gì nữa? Trái à? À, trái, à, phải, phải, phải. Đúng rồi. Tao dí theo nó rồi bạn. No. Tao nghĩ tao xí theo nó được. Tao tao bấy nó tao chết rồi mà, chết rồi. Trời, đen chạy. Sao phải phân biệt được hay vậy? Tao biết, tao nhìn nhìn hai bên. Thấy bên này sai rồi, ghẻ đầu kia ngay lập tức. Thấy chưa, nó phân biệt được đâu. Giờ còn mình thôi nha các bạn. Hôm nay sẽ theo dõi đi. Đúng không, hả? Sao tưởng màu vàng bù gò lắm. Ủa sao cửa này mở sẵn rồi. Mình sẽ dùng 30 robot để hồi sinh. Điên rồi. Mày còn 22 giây để quyết định á. Tốn 30 robot hoặc không. Yes, phải không? Đi rồi. Đùa, ai là muốn thấy chứ. Ai muốn tốn bao nhiêu robot muốn chơi một mạng? 100 robot. Tại sao nó để cái biển nhảy đây? Ok, nó biến mất được rồi. Sao bạn muốn xem mình chơi? Bạn có thể nhìn nhìn ngay qua điện thoại mình mà. Dạ, yeah. Lấy được miếng băng keo. Yeah. It's awesome. Thêm miếng băng keo nữa. Trời, trên điện thoại khó lấy đồ. Ở kia bay mậu ra ngoài. Trời, tưởng giỏi với em. Áo này 2 bức thôi hả? Mày kêu mày gây, hiện chi có chứ gây mày mới mua. Ồ, đi dài sai nữa mà nói. Gì đi hai đuôi dài khác nhau mới nổi bật chứ. Sai rồi. Mày mua xì riêng cái chân này mà tao tưởng đâu mua cái chân gì không à. Bên đội bóng nhìn ra thấy chân đuôi riêng chứ không. Nó sinh ra để hiểu lầm. Không mà nó mất thời gian với phòng mày quá. Cái cáo này chết thành thằng hiếm rồi. Nhưng mà tao có rồi. Nào cái tủ này không ta. Mày làm cái gì vậy? Ok các bạn, video này cũng hết vậy. Các bạn muốn xem thêm thì hãy qua kênh Game Nhà Bè để xem nha các bạn. Cứt. Mấy bạn ấy gà quá. Giờ mình sẽ chơi solo cho các bạn xem. Mình ghiền. Nó còn 20%. Lại bi swarm nữa hả? Ghiền rồi, bạn làm ghiền á, tự nhiên sáng vũ mình chơi chi. Ừ, tao cứ muốn chơi game tệ hơn. Nhìn sáng vũ mình chơi chi á, giờ mình ghiền. Cái này phải canh qua bên đây rồi, cái con hai nó bắt nhanh. Yeah. Chơi bi swarm chưa? Chủ có biết chứ. Nó không biết đọc chữ nữa mà. Giờ tao bồ rộ mà. Có thể đổi như cái này là pin. Nhặt bóng tiết lên đổi với bình lam lan nè. Đổi. Má vậy, tao toàn xài bóng tiết gió dẫn không à. Đổi nè. Mày để dành. Thôi được đủ rồi, đang tập trung. 10 bóng tiết thấy... đổi một số bóng chuối. Mấy ngàn người đang xem tao á. Ai sẽ xem mày chứ. Mày chưa đăng video mà xem. Quê. Nói mùi cũng đăng mày ơi. Quê. Quê. Ói mặt mày giờ. Yên. Nó video nhiều tiếng động quá. Cho mình đi. Ông biết bác chính đã qua để kéo con xu chưa nữa. Nãy mới hỏi con xu, hôm nay dĩ xu mà. Mày nhớ con xu về hả? Chắc là vậy. Về. Ủa tôi bi sao bán được ông vậy tôi bi? Đâu tôi mua con ông mà.
mua mang gì chạy nhanh vậy Quang? Mỗi lần mua sư công chúa mày sẽ được bút cái chị nhanh. Tưởng mày em giỏi ha chị. Ủa mấy mày muốn sao chạy nhanh nhân mười em cái chuột ơi, chạy nhanh nhân mười luôn nha ba, không được có miếng rồi ai nhân mười cũng nhanh mà nha, nhanh được mày ơi. Cần gì ơi gặp cái cớ đổ cho bay chết mẹ hai cửa chút là may mắn nè. Đừng hát câu nữa chuột ơi. Để bé mặt ông. Thằng này có cây cạo gì ở đâu ta? Đó, đại con chúng nữa. Để mặt ông đó ông sao? Sao mày dụ nó chơi game đó Quang? Ủa cửa 50 à. Con rồi lắc rồi. Chết rồi. Chơi mà bị lắc. Gì á? Đéo cho game đéo cho mình chơi cửa 50 con trai. Gì vậy? Sao bán mặt ông ta? Mày cậy. Cái chân này. Em cậy tủ hai. Thôi mày ơi. Đấy nào. Ủa, chỗ mặt thầy của Đo nói tao nghe. Nhớ nhờ chưa bé nghe. Im đi. Đừng nói mà câu nữa trời ơi. Nghĩ vậy nghĩ vậy. Có xài đèn pin cái tốn không? Vẫn tốn mà ta. Mình hứa lại gần đó rồi bạn chết không? Không, tao trả gì luôn á. Gì vậy trời? Game đó dùng bạn phá đảo. Hết. À, mình cho bạn xem trang phục của mình. Trang phục có cứt không bạn? Sao bạn chết rồi? Ủa sao mà tao bị con đu be giết được vậy? Tại... Nó là phát đo. Vậy yeah, tao đi vô khoảng không vô tận rồi chết rồi. Cái video này chắc kết thúc các bạn, mình tới được, mình chơi được 50% game rồi.